Trên tay mình là một cặp dây da chính hãng đến từ nhà máy Pozzuoli. Dây da được làm thủ công, da cá sấu, cực kỳ là sắc nét, được bố anh nhập trực tiếp từ nước Nga về và chuyển đến tận tay của mọi người. Dây này được sử dụng cho đồng hồ Pozzuoli tổng thống size 20, đầu khóa mà vàng tươi, cực kỳ là sắc nét, giá cả xấu. Đầu này thì sử dụng cho những chiếc đồng hồ 20 mọi người nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Cái giá cả xấu, máy thủ công, mọi người có thể xem giá và chi tiết của cặp dây này ở ngay bên dưới clip, cực kỳ là đẹp và sắc nét. Xin cảm ơn toàn thể mọi người nhé.